Xin giới thiệu với các bạn máy uốn ống NC. Máy uốn ống NC thủy lực bán tự động, chuyên sử dụng để làm uốn ống sắt, ống thép, ống inox dạng ống tròn hoặc là ống hộp anh em nhé. Đây là dòng máy uốn ống NC bán tự động, phù hợp cho gia công uốn gấp các sản phẩm vừa và nhỏ. Đây là dòng máy uốn ống thủy lực một đầu đơn, và công nhân cần phải quay thủ công nếu cần các cái hướng quay ống khác nhau. Máy này chuyên dùng vào các mục đích sử dụng như là ứng dụng cho uốn cửa sổ, giường y tế, khung ghế ô tô, hoặc là khung xe máy, hoặc là thiết bị phòng tập, ống lạnh, nồi hơi, vân vân, ứng dụng được rất nhiều anh em nhé. Máy được trang bị bộ điều khiển NC giúp với giao diện màn hình cảm ứng, giúp cho hoạt động dễ dàng và cho phép nhập dữ liệu đơn giản. Máy có kẹp thủy lực với áp lực chết tùy chọn, thích hợp với các vật liệu kim loại như là sắt, thép không gỉ, đồng nhôm hoặc inox. Và máy uốn thủy lực NC là giải pháp bán tự động phù hợp cho việc như gia công các sản phẩm vừa và nhỏ, và lên đến 9 lần uốn lập trình anh em nhé. Máy uốn NC thủy lực được cung cấp bởi công ty Babylon CNC với các model như SB38NC, SB50NC, SB63NC hoặc là 75NC. Máy uốn góc tối đa là 190 độ và có các cái công suất từ 4kW, 5kW hoặc 7,5kW. Tùy vào kích thước ống và độ dày mà bạn có thể lựa chọn các model cho nó phù hợp, đem lại hiệu quả làm việc và tiết kiệm chi phí đầu tư. Ngoài ra công ty Babylon còn cung cấp các dòng máy uốn ống CNC hoàn toàn tự động, kết hợp công nghệ uốn và cuộn uốn. Sự kết hợp này cho phép uốn ống của hai bán kính cố định khác nhau. Với máy uốn ống CNC tự động quay các hướng khác nhau, máy uốn ống dòng V được trang bị công nghệ DGT, phần mềm vận hành độc quyền Soco, đem lại hiệu suất và linh hoạt vượt trội trong quá trình sử dụng. Nếu như các bạn có nhu cầu mua máy uốn NC hoặc là máy uốn CNC tự động, vui lòng liên hệ với công ty Babylon CNC tại website truy cập babylon.vn hoặc 093 222 5678. Xin chào các bạn và hẹn các bạn ở một video khác.